Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã click vào video của Như ha. Thì hiện tại Như đang làm việc ở cửa hàng chi nhánh mới. Và hiện tại thì vẫn còn những cái chương trình mà khuyến mãi siêu ưu đãi dành cho các bạn khi mà đến với cửa hàng mới của Như ha. Và cửa hàng mới bên Như cách cửa hàng cũ chỉ có 300m thôi. Tên biển hiệu thì vẫn là xe máy nhập khẩu nha. Và vẫn trực thuộc công ty Hiếu Thành Phát. Vẫn nằm trên đường DT741, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và kế bên là có một cái tiệm cầm đồ Bảo Tín đó các bạn. Thì bạn này mà không biết cửa hàng mới thì nhớ liên hệ trước cho Như nha, qua số điện thoại 0847458323. Số đó Như cũng có sử dụng Zalo luôn ha. Và video hôm nay thì chủ yếu Như sẽ giới thiệu cho các bạn một số phiên bản Vario 150-125 độ tem, và kèm theo đó là giá bán của một số dòng xe ha. Rồi thì bây giờ chắc là mời các bạn cùng Như mình tham khảo trước đi ha. Thì giống như clip trước, Như có làm một video để mà giới thiệu sơ qua về cái dãy siêu phẩm Vario, mà những cái phiên bản màu nguyên zin á. Thì hôm nay thì Như cũng báo giá lại luôn. Hiện tại thì những cái phiên bản nguyên zin bên Như bán đồng giá là 48.500.000, chưa bao gồm phí lăn bánh ha. Bạn nào ở khu vực nào liên hệ cho Như qua số 0847458323, Như sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn về cái phần mà giấy tờ biển số. Tại vì mỗi khu vực thì nó mỗi khác nhau. Có bạn thì ở huyện, thị xã hoặc thành phố, thì mỗi huyện thì nó sẽ có các cái mức phí dịch vụ khác nhau, cho nên các bạn vui lòng trực tiếp liên hệ cho Như ha, để có gì Như sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn kỹ hơn nữa. Rồi đầu tiên thì phiên bản màu nguyên zin thì mình bên đây hiện tại thì Như đang có phiên bản này là phiên bản màu bạc tem đỏ, phiên bản này là 2021 ha. Rồi kế bên đây là Như có thêm một phiên bản là màu trắng đỏ, phiên bản này là phiên bản đi tem chìm ha, 2021. Kế bên nữa là phiên bản đỏ nhám và phiên bản nâu đen. Phiên bản này nhiều bạn gọi là màu vàng cát á các bạn ha, nhưng mà trên cà vẹt đúng ra là sẽ là màu nâu đen. Và kế bên nữa một phiên bản này là phiên bản màu đen đỏ. Phiên bản này thì cũng đi là đi tem chìm luôn. Ở phiên bản Vario 150-2021 này thì nó sẽ có hai phiên bản đen đỏ và trắng đỏ đi tem và tem chìm ha. Tất cả các phiên bản còn lại đều là tem nổi cả. Rồi kế bên thì ở đây Như có một số phiên bản màu độ tem. Màu độ tem thì không thể nói là hiện tại phiên bản này đang cực kỳ hot, đó là phiên bản màu đỏ candy ha. Phiên bản này là phiên bản màu đỏ bóng ha. Còn phiên bản ở đây là phiên bản màu đỏ nhám. Và hai phiên bản này nó sẽ chênh lệch giá với nhau. Phiên bản này là phiên bản nguyên zin, bên Như đang bán là 48.500.000, nhưng mà phiên bản đỏ candy này là phiên bản sơn 3D, cho nên là nó mắc hơn ở cái phần phí sơn các bạn, cho nên giá bán hiện tại em này là 50.500.000 ha, nó mắc hơn. Rồi để mà nói về cái dãy siêu phẩm sơn 3D thì ở đây Như còn cả nguyên một dãy luôn ha. Ở đây đầu tiên Như có phiên bản màu cam sữa, trên cà vẹt bên Như sẽ ra là cam đen, và hoàn toàn hợp lệ khi mà các bạn mua xe bên Như và ra cà vẹt đúng màu với màu xe, nên các bạn yên tâm ha. Thì tất cả các cái phiên bản mà màu 3D này bên Như đều bán đồng với mức giá là 50.500.000. Nhưng mà ví dụ như riêng cái trường hợp cái phiên bản này chẳng hạn là phiên bản màu xanh xi măng đi với lại dàn nhựa cam, đây là phiên bản được độ lên dàn nhựa clip thái, cho nên nó sẽ cao một chút xíu nữa, giá là 52.500.000 nha các bạn. Rồi tiếp theo là phần trong đây, Như có hai em phiên bản màu này là màu như bạn gọi là màu xanh ngọc, nhưng mà phiên bản này Như gọi là xanh dứa, nhưng mà nói chung là gọi xanh gì thì xanh, nhưng trên cà vẹt vẫn ra là xanh đen nha các bạn nha. Rồi kế bên phiên bản là phiên bản màu xanh dương, cũng ra cà vẹt xanh đen luôn. Và phiên bản này lại thêm một phiên bản độ lên dàn nhựa clip thái nữa các bạn. Phiên bản này đều là 52.500.000 ha, còn những cái phiên bản này là 50.500 cả. Rồi ở đây thì Như có một bộ đôi, một màu là màu vàng chanh và một màu là màu vàng nghệ. Hai phiên bản màu này là màu vàng nó khác nhau, nhưng trên cà vẹt vẫn ra là màu vàng đen nha các bạn ha. Và hai phiên bản kế tiếp là hai phiên bản cực kỳ hot trong thời gian qua, là phiên bản trắng xanh. Trắng này bên Như đi với lại dàn nhựa là nhựa xanh dương ha, 52.500.000. Và trắng kế bên là trắng đi với lại dàn nhựa, màu này là màu xanh lá các bạn, xanh sữa ha. Phiên bản này thì cũng 52.500.000 luôn đó. Thì bạn nào mà thích cá tính, thích nổi bật chút xíu thì các bạn có thể xem qua hai phiên bản này. Và hai phiên bản này bên Như Cara cà vẹt sẽ là màu trắng xanh đen nha các bạn ha. Đấy. Và còn một phiên bản nữa là phiên bản màu trắng đen. Có nhiều bạn hỏi Như là phiên bản trắng đen phải là phiên bản nguyên zin không á. Thì phiên bản nguyên zin trắng đen á, chỉ có phiên bản 2019 nó mới là phiên bản nguyên zin thôi. Còn hiện tại thì 2021 á, phiên bản màu trắng zin nó đã lên từ màu trắng đỏ rồi ha. Thay thế đó là màu trắng đỏ rồi. Thì hiện tại bên Như vẫn còn màu trắng đen, nhưng trắng đen này là trắng đen sơn. Và giá bán là 50.500.000, giá là giá đồng giá với là màu 3D ha. Đó.
Thì đó là Như đã vừa cập nhật cho các bạn một số phiên bản màu Vario cũng như là màu jean và màu độ tem. Thì hiện tại ở đây nó chỉ là một phần nhỏ thôi các bạn, những cái phiên bản màu này chỉ là một phần nhỏ thôi. Những clip trước bạn nào mà có theo dõi video của Như thì Như có rất là nhiều những cái phiên bản màu luôn ha, màu xanh lục bảo rồi màu hồng, màu tím, màu cam, nói chung vân vân rất là nhiều. Ở đây thì do là cửa hàng mới cho nên Như chỉ mới trưng một chút xíu thôi ha. Thì bạn nào mà đang dự định mua phiên bản nào thì các bạn có thể liên hệ Zalo cho Như. Thì trên Zalo Như có up đầy đủ tất cả các mẫu, tất cả các màu luôn. Các bạn có thể xem ở bên Zalo ha. Rồi các bạn gửi mẫu cho Như ha. Rồi thì địa chỉ cửa hàng Như cũng đã nói ở đầu video rồi. Bạn nào mà muốn đến cửa hàng thì liên hệ cho Như qua số điện thoại Như có để phía bên dưới màn hình ha. 0847458323. Và đặc biệt là hiện tại bên Như đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho những khách hàng mua góp cũng như là mua tiền mặt ở cái chi nhánh mới khai trương ha. Cho nên là bạn nào mà còn tư vấn kỹ hơn nữa thì các bạn liên hệ cho Như qua số điện thoại trên. Và đặc biệt là bạn nào mà muốn mua góp những cái dòng xe này thì các bạn chỉ cần trả trước giùm Như. Đối với lại dòng Vario 125 hiện tại giá bán cực kỳ rẻ, chỉ từ 38 cho tới 39 triệu 500 ngàn. Các bạn chỉ cần trả trước từ 3 triệu trở lên là các bạn đã có thể sở hữu được xe rồi. Còn những cái dòng mà 150 này các bạn chỉ cần trả trước cho Như tầm 7 triệu trở lên là các bạn đã có thể sở hữu được xe rồi. Mang giùm Như chứng minh với hộ khẩu hoặc là chứng minh với bằng lái, chỉ còn các bạn đủ 18 tuổi trở lên là được nha. Thì có gì các bạn cứ liên hệ cho Như ha, đừng có ngại ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.